Mẫu nam Myanmar cắt phăng tóc dài, đi tu vẫn khiến chị em rạo rực. Nam người mẫu kim MC, diễn viên nổi tiếng bậc nhất Myanmar bất ngờ cắt bỏ mái tóc dài lãng tử để tham gia khóa tu, khiến fan châu Á sốt sình sịch. Bayan Takon là nam nghệ sĩ đa năng của Myanmar, nổi bật với chiều cao 1m88, thân hình cường tráng đẹp như tạc tượng, cùng những hình xăm cực ngầu, đang trở thành nhân vật gây xôn xao với người hâm mộ châu Á. Sở hữu ngoại hình như nam thần này, Bayan Takon được fan mệnh danh là Aquaman châu Á với lượng hâm mộ siêu khủng. Mới đây, chàng nam thần đã gây sốc khi bất ngờ đăng tải hình ảnh anh xuống tóc, mặc trang phục tu hành để tham gia một khóa tu ngắn hạn 10 ngày. Hình ảnh khác thường của nam thần tượng đã vừa làm cho người hâm mộ sốc nặng, nhưng vẫn khiến chị em xao xuyến vì độ quyến rũ không hề thay đổi. Năm 2014, Bayan Takon bước vào làng giải trí với tư cách người mẫu và khá thành công nhờ ngoại hình siêu cuốn hút này. 3 năm sau đó, Takon lấn sang sân ca hát và diễn xuất cũng gặt hái được những thành tựu ấn tượng. Đặc biệt, sự yêu mến Takon còn tăng lên gấp bội khi toàn bộ lợi nhuận thu được từ bán album đầu tay, anh đều quyên góp cho trẻ mồ côi tại Myanmar. Ngoài ra, anh còn là hình mẫu nam nhân hoàn hảo khi biết vẽ tranh sơn dầu, thích nấu ăn và rất yêu động vật. Bên cạnh đó, làng giải trí Myanmar còn lan truyền thông tin không chính thức rằng Bayan Takon có xuất thân trong một gia đình tài phiệt, quyền lực bậc nhất quốc gia. Một trong những tài sản nổi bật của gia đình là ngân hàng United Amara, UAB, top 4 ngân hàng lớn nhất đất nước. Tuổi trưởng thành nổi loạn, Takon không tìm được tiếng nói chung với gia đình, đã quyết rời khỏi nhà, vất vả kiếm sống và xây dựng sự nghiệp riêng và trở thành sao nam sáng giá của làng giải trí Myanmar. Nguồn cười.tuổitrẻ.vn Ha ha ha,